Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn một cái phôi thiên tuế các bạn ơi. Cây này rất là to bự nha, hoành ngang cái cổ đế là nó 72 ha, còn hoành cái cũ đế này nó bự lắm các bạn, thụ khổng lồ luôn á. Vác rống à. Hoành cổ đế là 72, chiều cao từ chân rễ lên đến ngọn của nó là 87 ha. Cây già lắm bạn ơi, nó u nó sần. Thiên tuế nha các bạn. Đó, anh em nào mà thích đắp đồ giả này kia ha thì mình chơi hàng thiên tuế vô là rất là gọi là vip vip luôn. Đó, cây này trồng lộ cái lưng nó lên rất là đẹp bạn. Phôi này thì giao lưu với anh em mình với giá là 600 ngàn, bao gồm phí vận chuyển nha. 600. Thiên tuế ở dưới này nó có mấy cái chân rễ nè, về anh em trồng cũng phừ luôn. Nhưng mà cái dòng này nó lâu nảy mầm lắm nha anh em nha. Cây nó già lắm bạn. Già dữ lắm, nó già rồi. Thiên tuế hoành 72, chiều cao là 87, chỉ có 600 ngàn cho trọn gói về đến nhà luôn nha các bạn. Anh em nào yêu thì liên hệ ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.